Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này sẽ đắc được nghĩ tưởng vô thượng khéo léo, Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh, những gì là 10? Đó là hạnh của tất cả chúng sinh vì khắp khiến cho thành thục, hạnh cầu tất cả pháp vì thảy đều tu học, hạnh tất cả căn lành vì đều khiến cho tăng trưởng, hạnh tất cả ta muội vì nhất tâm bất loạn. Hạnh nhất thiết trí huệ vì chẳng có gì mà không biết rõ. Hạnh tu tập tất cả vì chẳng có gì mà không thể tu. Hạnh tất cả cõi Phật vì Thầy đều tra nghiêm. Hạnh tất cả bạn lành vì cung kính cúng dường. Hạnh tất cả như lai vì tôn trọng thừa sự. Hạnh tất cả thần thông vì biến hóa tự tại. Đó là 10 hạnh. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được hạnh đại trí huệ vô thượng của như Lai Phật tử đại Bồ Tát có 10 bậc thiện tri thức, những gì là 10? Đó là thiện tri thức khiến trụ Bồ đề tâm, thiện tri thức khiến sinh căn lành, thiện tri thức khiến thực hành các ba la mật, thiện tri thức khiến hiểu nói tất cả các pháp thiện tri thức khiến thành thục tất cả chúng sinh thiện tri thức khiến đắc được quyết định biện tài thiện tri thức khiến chẳng chấp trước tất cả thế gian thiện tri thức khiến nơi tất cả kiếp tu hành không nhàm mỏi thiện tri thức khiến an trụ hạnh phổ hiền thiện tri thức khiến vào trí huệ của tất cả chư phật đã vào đó là mười Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ siêng tinh tấn, những gì là 10? Đó là siêng tinh tấn giáo hóa tất cả chúng sinh, siêng tinh tấn vào sâu tất cả Pháp, siêng tinh tấn nghiêm tịnh tất cả thế giới, siêng tinh tấn tu hành chỗ học của tất cả Bồ Tát, siêng tinh tấn diệt trừ tất cả chúng sinh ác, siêng tinh tấn dừng lại tất cả khổ ba đường ác, siêng tinh tấn phá tan tất cả chúng ma, siêng tinh tấn nguyện vì tất cả chúng sinh làm mắt thanh tịnh, riêng tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật, riêng tinh tấn khiến cho tất cả Như Lai thảy đều hoan hỷ, đó là 10 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được đầy đủ vô thượng tinh tấn Ba La Mật của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tâm được an ổn. Những gì là 10? Đó là tâm Bồ Đề tự tại cũng khiến cho người khác trụ tâm Bồ Đề. Tâm được an ổn, mình rốt giáo lìa phẫn nộ, đấu tranh, cũng khiến người khác lìa phẫn nộ, đấu tranh, tâm được an ổn mình lìa pháp phàm ngu cũng khiến người khác lìa pháp phàm ngu tâm được an ổn mình siêng tu căn lành cũng khiến người khác siêng tu căn lành tâm được an ổn mình trụ đạo ba la mật cũng khiến người khác trụ đạo ba la mật tâm được an ổn mình trụ tại nhà của phật cũng khiến người khác trụ tại nhà của phật tâm được an ổn